Chào mừng mọi người đã đến với kênh tô màu của mình. Thì hôm nay mình sẽ tô màu chiếc váy này nha mọi người. Xin mời mọi người hãy theo dõi video của mình để xem mình tô màu chiếc váy này sẽ như thế nào nhé. Thật ra là chăm chỉ xem điện thoại xong rồi lúc nửa đêm đói quá. Cái đấy là order ở đâu á? Đặt Shopee Food của Bla. Đấy là Bla đặt nhầm ý. Bấm vào nhầm ý. Đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.